ngân hàng nếu làm theo tin nhắn lạ những tin nhắn rác với nội dung quảng cáo sản phẩm dịch vụ từ lâu đã không còn lạ lẫm với người dùng di động đây là một vấn nạn nhức nhối của ngành viễn thông dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý khác nhau có một thực tế là tin nhắn rác vẫn đang tràn lan và thậm chí là không ngừng biến tướng theo phản ánh của nhiều người dùng di động bên cạnh các nội dung quảng cáo giờ đây tin nhắn rác còn mang trong mình cả những thông tin lừa đảo các tin nhắn này có một mô tích chung là chúng thường mạo danh tổng đài của một nhà cung cấp dịch vụ nhằm đánh lừa người dùng di động. Anh Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vừa nhận được một tin nhắn giới thiệu chương trình khuyến mại từ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Điều đáng nói là tin nhắn này không đến từ đầu số tổng đài mà là từ một số máy lạ. Nội dung tin nhắn hướng dẫn anh truy cập vào một website giả mạo có chứa cụm từ VPBank để nhận thưởng. Khi truy cập vào website này, phần mềm Kaspersky đưa ra cảnh báo đường link có chứa virus. Biết đây là thủ đoạn của bọn lừa đảo nên anh không làm theo. Ở thời điểm chiều 31 tháng 10, khi truy cập vào website nói trên, website này đã bị gỡ bỏ bởi nhà quản trị hệ thống tuy vậy đây là một thủ đoạn rất thường thấy của những kẻ lừa đảo thông thường tội phạm mạng sẽ dùng thủ thuật để gửi đi đồng loạt các tin nhắn cùng một nội dung tới nhiều người dùng khác nhau trong một số trường hợp tùy mục đích mà kẻ xấu còn nhắm vào một đối tượng người dùng cụ thể để tăng xác suất thành công của phi vụ trong trường hợp nhẹ nhàng hơn website giả mạo sẽ chứa mã độc tự động cài cắm vào máy tính hay điện thoại cá nhân từ đây kẻ xấu có thể xâm nhập thiết bị của bạn gửi đi các hình ảnh nhạy cảm hay thậm chí là biết được tất cả các nội dung được bạn nhập liệu thông qua bàn phím thực tế trên cho thấy tại việt nam đang có một lỗ hổng trong việc quản lý và bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng di động điều này đến từ nguồn lực dành cho công tác đảm bảo an toàn thông tin nhận thức của đơn vị vận hành hệ thống cũng như ý thức tự bảo vệ của chính người dùng internet mà điều này thì không thể thay đổi trong ngày một ngày hai